Hello, chào Hà Phương, chào mọi người. Chào mọi người từ Việt Nam. Bây giờ là còn 8 phút nữa. 8 phút nữa là đúng 5 giờ chiều giờ California. Tức là 8 phút nữa là 7 giờ, 7 giờ sáng chủ nhật giờ Việt Nam. Tôi đang dừng xe và livestream ở thành phố có cái tên là Pequot. Thành phố này nó sa mạc, khí hậu sa mạc quý vị. Mùa hè nó rất là nóng, nó nóng kinh khủng. Nhưng mà mùa đông thì nó lạnh. Nó nằm ở trên cái con đường, tức là cái phần xa lộ 20 từ Dallas về về hướng West, về hướng Tây đó. Nó còn khoảng 40 dặm nữa là nó sẽ vào, nó đụng vào xa lộ 10. Xa lộ 10 là cái xa lộ nó và từ đó cái xa lộ này nó hết rồi lấy xa lộ 10 nếu mà đi hướng Tây thì sẽ về hướng tiểu bang New Mexico, Arizona và về California, còn nếu mà đi hướng Đông ha, thì sẽ qua thành phố San Antonio, thành phố Houston rồi vào Louisiana rồi qua Mississippi, Alabama rồi vào Florida. Chuyến này tôi lấy hàng, tôi thường thường tôi đi cái đường 10, tôi đi ngang qua Houston, tôi giao ở dưới thành phố Florida hoặc Orlando, nhưng mà tuần vừa rồi không có hàng nên cuối cùng chạy vòng vòng kiếm hàng, chạy lên lấy hàng ở tiểu bang Georgia, và sau khi lấy xong thì cái hệ thống cái máy định vị đó thì nó chỉ con đường nào gần nhất thì mình đi. Thì tôi lại đi con đường, nó chỉ con đường lên thành phố Atlanta đấy 20 và về về con đường này. Tối hôm qua đi ngang thành phố Dallas khoảng khoảng chừng 100 dặm, tôi dừng đó tôi ngủ. Hôm nay cũng chạy được bao nhiêu cả, tại vì hôm qua ngủ trễ nên sáng nay cũng như thường lệ ngủ trễ thì dậy trễ đến 10 giờ Cali, tức là 12 giờ bên này mới bắt đầu mới mới cuống mộng à, cuống mộng thì đành phải như vậy thôi, ham chơi cào bằng phím không có chịu ngủ thì ok thì phải ngủ dậy trễ, mà dậy trễ thì chạy trễ thì phải chạy khuya, vậy thôi, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Người ta không có ham chơi thì người ta ngủ sớm, người ta dậy 4 5 giờ sáng người ta dậy rồi, mình già mà ham vui thì phải vậy thôi. Sao giờ lang bang chút này mình sẽ chia sẻ một cái đề tài, cái đề tài mà tôi đang treo đó quý vị. Trên đường đi qua thì có một cái người bạn, người bạn này thì đương nhiên là cũng ở California nhưng mà không cùng thành phố, bạn này ở trên thành phố El Monte, tức là phía trên thuộc địa phận Los Angeles. Ở dưới tôi đi lên khoảng chừng 45 phút hoặc 1 tiếng thì cũng quen biết nhau, anh em quen biết nhau ở trên Facebook, cũng coi được những cái cùng chí hướng, cùng cái suy nghĩ với nhau nên hẹn nhau gặp ở California. Mà cái nghề của tôi nhiều lúc có cùng ở thành phố nhưng mà cũng khó gặp lắm, nhiều lúc kẻ đi người về vậy đó, thì cuối cùng hai anh em cứ hay mỗi lần gọi thăm nhau vậy đó. Thì chúng tôi đi trên đường, những người bạn thân thì chúng tôi hay gọi thăm nhau xem là giá cả hàng hóa hoặc là mùa đông thì hỏi thời tiết cái đoạn đó nó như thế nào để mình tránh mình né, hoặc là mình gọi, thậm chí mình gọi cho bạn bè biết, ví dụ mình đi cái con đường đó nó bị tai nạn hay là nó bị mưa tuyết thì gọi cho những cái người bạn báo chỗ đó, có thể là bạn bè nó không có đi ngang đó nhưng mà nó cũng có những cái người bạn khác chẳng hạn, thì họ lại thông báo cho nhau biết được để tránh cái đường đó nó bị tuyết, nó nguy hiểm. Thì bởi vậy chúng tôi ngoài ngoài cái vấn đề liên hệ với nhau để tăng tốc trong những cái giờ lái xe buồng, tức là tám với nhau đó, nhưng ngoài ra trong đó cũng có một cái sự lo lắng cho nhau, vì thú thật không ai nói nhưng mà chúng tôi là những cái người đi đường dài, những cái anh em có vợ có con thì phải nói rằng là nằm trên xe nhiều hơn là nằm với vợ con. Thì bởi vậy chúng tôi lại vì cái tâm lý đó chúng tôi lại hay hay có không nói ra, không ai nói ra cả, nói ra thì nó có vẻ là đạo đức giả biết không, nhưng mà thú thật thì mỗi trong anh em lái xe với nhau, thân tình với nhau, đặc biệt là những cái mùa đông giá tuyết thì ai cũng có những cái lo lắng. Nghe thằng bạn mình nó đi ở phía bắc ha, ở phía bắc của tiểu bang nước Mỹ, trên đó thì thường tuyết nhiều, mưa gió nhiều, đồi núi nhiều, thì chúng tôi cũng lo ngại xem từ bạn đó, hy vọng là nó không có gặp chuyện gì, không có may, chỉ biết vậy thôi. Cũng lo ngại cho nhau, lo sợ cho nhau, tại vì chúng tôi là cái người mà phải nói rằng là hàng ngày hàng giờ đều chứng kiến những cái tai nạn,
tôi chứng kiến nhiều cái tai nạn đó quý vị. Trước mặt thôi, chỉ có một chiếc xe, nó băng, chiếc xe van, tức là cái xe khoảng 24 chỗ, nó qua mặt tôi. Qua mặt tôi thì ok, nó vừa qua mặt tôi một cái, xe tôi đương nhiên là xe lớn chạy chậm, nó qua mặt tôi, nó lên cái, ok, nó lên, vừa lên sau đó nó bị cái xe kia, cái xe tải kia nó ra, nó tránh, tức là nó đi ra cái xe tải bên kia sau lưng đó, nó cộng tưởng nó, sau đó nó chạy, nó đập cái xe kia một cái, nó quý vị tưởng tượng đến một, nó chạy cái xe truck mà nó chạy đến tốc độ 120 km/h, nó tung cái xe đó mà tôi thấy nó lăn vậy đó, nó lăn, nó cuộn tròn, bụi mịt về, bụi khói mịt mù, rồi bắt đầu khi nó ra ngoài lề đường nó cháy. Thì trong đó thì khi mà ông cái người tài xế đó vượt qua tôi thì tôi thấy là anh đó là hình như là người mẹ, một mẹ tướng hơi mập, tròn, trong đó không biết có con hay không. Thì lúc đó tôi lấp qua, tức là lúc đó là cái xe họ dừng lại với nhau, mọi người đều, tại vì trên xe của chúng tôi ai cũng có một cái bình chữa lửa, nhưng mà sự thật lúc đó có không có bình chữa lửa nào chữa kịp hết á, tại cái xe nó đã cháy như vậy rồi làm sao mà chữa kịp. Thôi tôi đi ngang, thì tôi là người Công giáo nên tôi chỉ làm dấu thánh giá, tôi làm thánh giáo giống như ok cầu nguyện cho họ, một cái cử nghĩa mà cầu nguyện cho họ vậy thôi. Cái chuyến về thì tôi đi ngang đó thì tôi thấy là ba cái thánh giá ở bên Mỹ này thì bất cứ một cái nơi nào bị tai nạn giao thông thì người thân của họ thường thường đến đó, sau đó thì họ cắm những cái cây thánh giá, là ví dụ họ cắm để mình nhìn đó, mình biết là đây là ví dụ mà hai cây thánh giá lớn cũng nghĩa là hai vợ chồng hoặc hai người lớn, rồi những cái cây thánh giá nhỏ còn lại thì cứ một cây thánh giá nhỏ là một người con nha. Thì tôi thấy một cây thánh giá lớn và hai cây thánh giá nhỏ, tôi chứng kiến nhiều cái cảnh đó. Có thể vậy mà có thể chứng kiến nhiều, như cái máu tôi nó máu liều mạng sao tôi không có sợ chết, quý vị, sự thật tôi không có sợ chết. Tại vì cái giữa cái sống chứng kiến thấy giữa cái sống và cái chết nó chỉ là một cái nháy mắt, một cái thích, không ai làm người, không ai định được cho mình lúc nào sống và lúc nào chết. Thôi cứ sống vậy đi, lúc nào trời kêu cái già đúng không quý vị. Cái thành phố này, quên nói về thành phố này, cái thành phố này là nó khí hậu sa mạc nhưng mà mỏ dầu rất là nhiều quý vị, mỏ dầu rất là nhiều, người Mỹ họ khai thác những cái mỏ dầu mà đó họ khoáng xong cái bắt đầu họ để cái máy nó cứ bơm lên bơm xuống ngày đến vậy đó, bơm lên bơm xuống. Thì tôi nghe nói rằng là mỗi lần nó bơm lên bơm xuống vậy là khoảng nó thụt lên thụt xuống vậy là cứ khoảng một ga lông, rồi bắt đầu ở cái chỗ cái máy bơm đó nó chuyển đến một cái nơi nào đó, tại vì có rất là nhiều cái máy bơm như vậy, đi trên đường có nhiều cái máy bơm, nó cứ gục đầu lên gục đầu xuống, nó bơm vậy đó. Thì nó có một cái bồn chứa, tức là nó kéo về một cái bồn chứa nào đó, rồi người ta canh lúc nào đầy thì có những cái xe bồn nó tới nó chở cái dầu thô đó, không phải gọi là dầu thô, hình như một cái chất bùn sền sệt gì đó, thì nó kéo về nhà máy lọc dầu công cương đấy, những nhà máy lọc dầu gần đây. Thì ở đây thì thường thường mỏ dầu thì ok nó có cái tháng khí ở trong đó, thì khi người ta khoan cái mỏ dầu lên vậy thì người ta phải có một cái ống lên dắt lên trên trời vậy đó, để cho cái hơi ở trong đó, thay vì người ta dùng cái khí đó làm một cái khí đốt phải không, người ta bỏ vào bình giống như cái khí protein vậy đó, nó bán bình, nó bán hoặc là cái khí ga mình nấu trong chợ đó, thì họ không có thu cái đó mà họ có thể là ít quá phải không, thì họ đưa lên cái ống lên trên cao rồi họ đốt, tức là cái ngọn lửa đó nó đốt ngày đêm liên tục vậy đó, đến lúc nào mà cái khí đó ở trong cái mỏ dầu đó nó cạn luôn. Thì ở gần đây thì lên phía bắc vào khoảng chừng 50 dặm thì đó là thành phố Midland là nơi gia đình ông tổng thống George Bush ở đây quý vị. Ông George Bush ở đây, ông ta là một tỷ phú, ông ta là một để nói ông ta là một đại gia về dầu hỏa, ông ta ở gần đây. Thành phố này đi chán lắm, nó rất là nóng, không có gì cả, có nhà lầu cao rồi vậy đó. Bảo đảm mà cái người Việt Nam mình mà mới qua mà đưa tới đây mà định cư thì khóc ròng luôn, đòi về, sẽ đòi về ngay và luôn.
Ok, hôm nay tôi cũng như thường lệ tôi cũng định, tại vì cái đề tài này là cái đề tài muôn thuở, tại vì tôi là người cái người sống ở trong cái cộng đồng miền Nam California, nên thú thật tôi liên quan, tôi chú ý đến cái cộng đồng nơi tôi sống nhiều hơn. Nên hôm nay cũng như là hai ba bữa hôm trước đây thì tôi cũng muốn chia sẻ đến những cái tay, tức là những cái tay nghỉ riêng côn đồ và cái tuổi đã nuôi dưỡng cái tuổi âm binh, gọi là truyền thống âm binh như thế nào, quý vị. Thì trong cái lần chia sẻ này tôi sẽ dùng những cái từ rất là thường, cái từ thường đó là những cái từ mà có thể rằng là tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều anh chị em ở trong Việt Nam họ không có đồng ý với tôi, nhưng mà tôi muốn dùng, bởi vậy tôi xin nói trước tôi dùng những cái từ bình thường của những người tị nạn cộng sản ở miền Nam California hay dùng đến, như là những cái từ như là cộng sản, như là những cái từ như là Việt Cộng, vân vân và vân vân. Tại vì tôi muốn khi bạn đã nói, tại vì nói đến những cái cộng đồng liên quan mà tôi đang sống này, thì tôi muốn dùng tất cả những cái từ ngữ mà cái cộng đồng này họ đã và đang dùng, và phải nói rằng là cái có thể là quý anh chị ở trong Việt Nam nghe cái livestream này, thì để quý vị anh chị em biết được cái nền dân chủ ở cái Lido Sài Gòn này như thế nào thôi. Còn nhưng mà cái này thì tôi muốn nhắn gửi đến tất cả những cái người Việt thầm lặng như cá nhân tôi, đã định cư nhiều năm ở cái Lido Sài Gòn, và cũng là một cái message, tức là một cái lời nhắn đó, đến những cái người dân cư gốc Việt, mà tôi gom lại với họ là những cái người dân cư côn đồ, băng đảng. Tôi nói rõ như vậy thôi, quý vị có thể thưa tôi thì cứ thưa, cứ tự động thưa tôi, cứ liên hệ với tôi, tên tuổi tôi sao tôi sẽ cho mà thưa tôi ra tòa. Tôi muốn message cho họ, tại vì mình làm cái gì á, ok, mình nói lên thì mình cũng để cho họ lắng tai nghe và họ lựa chọn. Đương nhiên nếu mà họ không có lựa chọn thì tôi sẽ còn nói tiếp, và tôi tin tưởng rằng là cái có những cái người Việt thầm lặng như tôi ngày hôm nay họ chịu đựng không nổi, ok, họ sẽ tiếp tục họ nói, họ nói. Thì đó là cái mục đích tôi làm cái livestream này. Thì cái điều mà đầu tiên tôi muốn nói đó là phải nói rằng là tôi muốn nói đến những cái nhân vật như là ai cũng biết là gần đây có những cái chuyện email giữa những nghị viên gốc Việt ở thành phố Westminster. Trong đó mà nhiều người, phải nói rất là nhiều người, thậm chí những cái người Hoa Kỳ và cái người mà nói đã từng dìu dắt bọn đó từ những cái bước đầu tiên chập chững đi vào cái buồng máy chính trị của Hoa Kỳ, đó là bà Rice, bà cựu thị trưởng thành phố Westminster. Bà đã từng nói rất là, bà nói thẳng luôn, bà nói rằng là Tả Trí là một cái người bị lèo lái bởi Taylor Swift. Và bà nghĩ rằng sau khi ông ta lấy dịp lại ứng cử cái chức vụ hạ nghị viện của tiểu bang, ông ta không còn làm nghị viên của thành phố Westminster nữa, thì ông ok Tạ Đức Trí sẽ ok sẽ làm việc theo cái bản năng của cá nhân ông ta, như là trước đây bà ta thấy. Nhưng mà không, bà ta nói nhưng mà không, ông ta đã làm, hình như là ông ta đang làm cho một cái thế lực nào đó, trong một cái nhóm nào đó ở phía sau lưng. Bà nói vậy nhưng mà tôi hiểu bà anh chị ạ. Bà nói vậy nhưng mà tôi hiểu bà bây giờ ai. Thì tôi nói toạc ra luôn, đó là những cái đám như là Trần Thái Văn, Janet Nguyễn, Andrew Đỗ, luật sư Nguyễn Quốc Lân. Những cái người đó họ là công dân cử nhưng mà họ làm những cái bộ phận khác, hoặc là những cái người cựu dân cử, nhưng mà họ có những cái tham vọng nên họ lèo lái. Cái vấn đề này không phải là mới đây, trước đây đã như vậy rồi. Tại vì ông Trần Thái Văn là một cái người đàn anh đầu đàn đi lên trước, thì chúng ta thấy rằng ok, sau đó ông cũng giống như là lôi kéo những cái lớp đàn em, lớp như là Tạ Đức Trí mới đầu thì là ok làm thư ký với đồng lương rất là ít cho những cái vị dân cử này dân cử nọ người Mỹ thôi, bắt đầu lôi kéo, tức là ok lôi kéo về mục đích gì, để tạo cho mình có một cái băng nhóm, nhất là ok những cái người đó đều là những cái người đảng cộng hòa. Mà tạo băng nhóm để làm gì? Thứ nhất tạo băng nhóm là ok, bất cứ có một cái vị chứng cử, nếu có một cái vị chứng cử nào đi nghịch ý họ,
thì họ lại hùa nhau để áp đặt. Họ hùa nhau rồi bắt đầu họ dùng những cái cơ quan, thì tôi nói nó không có xứng đáng là gọi là cái cơ quan truyền thông, mà phải nói là những cái cá nhân, những cái thằng thổ tạ làm truyền thông để làm công cụ cho nó, đổi lôi kéo đánh những cái người, tức là đánh những cái người mà không như bọn chúng, hoặc là không theo bọn chúng, không theo cái tập đoàn của bọn chúng. Như là ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cá nhân ông Tài Đỗ là điển hình. Đó là có mục đích trước đây đã có rồi. Tại vì nếu không có vậy thì ok, đời nào cái tờ báo Orange Register, tức là một cái tờ báo Mỹ, họ đăng ok, nói Trần Thái Văn là một Godfather, là một trùm mafia. Godfather là một Trung Quốc có phim Godfather là một trùm mafia, đúng không? Thì họ nói vậy thì chúng ta đủ biết, ngôn ngữ của báo chí mà, thì chúng ta đều biết ok họ muốn ám chỉ gì rồi. Thì ok, ngày hôm nay tôi nhắc cái chuyện đó không phải là chuyện tôi nói giang nói dối cho cá nhân cho ông đó. Và bà cựu thị trưởng bà Rice thì nói đúng, tôi nghĩ là bà muốn ám chỉ những cái người đó. Mà tôi thấy những cái người đó lèo lái thật. Đó, họ đoàn kết đó quý vị, thấy rõ rằng họ kêu gọi đoàn kết. Mà đoàn kết để làm gì? Đoàn kết để tạo ra cho mình một phe phái, một băng đảng để tha hóa, để áp đặt. Để áp đặt. Tất nhiên những người đó nói nôn nao là họ đã phá cái nền chính chủ của Hoa Kỳ, chứ không phải là ok họ làm tốt cái nền chính chủ của Hoa Kỳ. Cái nền dân chủ có nghĩa là không có nghĩa rằng là ok, ai không đồng ý với họ thì họ chụp mũ, ok, họ lôi kéo để mà thóa mạ, dìm những cái người đó xuống, như là trường hợp ông Tài Đỗ. No, cái dân chủ không có phải vậy, đoàn kết không có phải vậy. Mà thấy chúng ta thấy rất là rõ ràng trước đây. Nhưng mà chưa nói, phải nói rằng là ok, những cái đám này trước đây họ rất là đoàn kết. Yes, với cái đập, với cái đầu tàu đó là ông Trần Thái Văn. Nhưng mà sau đó rồi ok, cùng vì quyền lợi. Giống như ok, trước đây ông Andrew Đỗ là ok, ông chỉ làm thư ký phụ tá cho bà Janet Nguyễn, trong cái chức vụ chức vụ làm manager cho một cái là giám sát viên của quận hạt đó. Tức là ông ta từng là lính của bà Janet Nguyễn. Nhưng mà sau vì quyền lợi thì ông ta cũng ok, chúng phá kịch liệt với nhau. Mà trong cái thời gian đó bà Dân Nguyễn, ok, cái đám Dân Nguyễn, Trần Thái Văn, ok, Tyler Diệp, Tạ Đức Trí là một phe. Thì ông Andrew Nguyễn á, là ok, đã từng chửi rất là nặng, chỉ tay vào mặt những cái người đó nào, trong quá khứ. Thì ngày hôm nay lại họ ngồi lại với nhau, ngồi chung lại với nhau, làm một phe để mà áp đặt, tức là lên tiếng áp đặt ông Tài Đỗ. Như vậy thấy như thế nào? Tức là cái đám này nó y giống như con nít. Chơi với nhau đó, rồi chấm phá nhau, rồi chơi lại với nhau. Nó không có ra cái gì cả, không ra thể thống gì cả. Giống như là một bọn mà chưa sống nổi làm người á. Tức là nó vẫn còn con nít. Tôi tưởng tượng giống như ngày hôm qua tôi nói là ok, tôi hình dung thấy cái đám này, tôi hình dung như là ok, tụi nó là một đám con nít đang chơi đồ đoàn với nhau. Rồi không có vừa ý nhau, cái đứa cào, đứa đạp, đứa chạy đi mét bố, đứa chạy đi mét mẹ, là vậy đó. Đứa chửi nhau, rồi cuối cùng sau khi hết chuyện, rồi ok, bắt đầu ngồi lại với nhau, chơi tiếp, như là không có chuyện gì. Tôi tưởng tượng như vậy quý vị. Ok, những cái người mà tôi vừa nói, quý vị. Tôi nghĩ rằng, ok, rồi đây, có một cái nhân vật nào đó đại diện cho cái nhóm đó sẽ mua chuộc truyền thông bằng cái cách là ok, vô thượng vô phạt mở ra cuộc tiệc để mời truyền thông ở bên này, truyền thông báo chí ở miền Nam California. Có thể mới nhìn vào thì đó là những cái người ok, họ ưu đãi thôi, họ đãi tiệc không có nói gì cả, nhưng mà trong đó với cái mục đích là ok, giống như là muốn tráng miệng những cái người truyền thông, trong cái mục đích kế tiếp, có thể là mục đích đó là ok, không có xen vào những cái chuyện của họ. Nếu thấy ok, họ là những cái người mà phải nói không là là thổ tài. Thứ nhất, thứ hai nữa rằng là đứng ngoài những cái cuộc tranh chấp, hoặc là có thể nếu được mà thì về phe họ để lên tiếng, ok, áp đặt những cái đối thủ của họ, đối thủ chính trị của họ. Và hơn thế nữa là sắp tới ông Andrew Đỗ là một cái người đã ông đã làm xong hai nhiệm kỳ rồi. Hai nhiệm kỳ
cái về giám sát viên rồi, thì ông không có là ứng cử lại được nữa, thì chắc chắn trong đó, ok, tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái nhân vật đang ngắm nghía vào cái ghế đó, và cái nhân vật đó nó cũng sẽ dùng cái đám đàn em của nó, dùng cái đám đàn em của nó trước đây, những cái đàn em mà tôi nói, đám đàn em trước đó thì bây giờ nó cũng đã lên chức rồi, có thể là như là thái trợ liệt lên chức là hạ nghị viện tiểu bang, hoặc là từ một cái anh học trò thôi mới đi làm chập chững làm nghị viên thì bây giờ lên thị trưởng rồi, như là Tạ Đức Trí, đúng không? À, thì nó lôi kéo những cái đó là làm một băng. À, là một băng để ủng hộ nhau thôi. Nhưng mà cái đám đó, ok, là một cái đám mà phải nói rằng là lúc nào cũng dùng những cái lời rất là hay về đạo đức, thì họ lại dùng những cái từ đạo đức hơn những cái nhà truyền giáo. À, họ lại dùng những cái chữ đạo đức và họ cho họ là những cái người đạo đức hơn những cái người đi truyền giáo, tức là những cái người đi truyền giảng đạo đức á. Về chúng cộng thì họ lại ok, họ lại đề cao cá nhân họ và họ hô hào những cái người diện là người dân ở đây á, ok, lúc nào cũng là chính nghĩa là trên hết, tổ quốc lúc nào cũng đội trên đầu, phải hy thậm chí phải hy sinh vì gia đình, kể cả bản thân, tổ quốc trên hết, và lúc nào họ cũng vạch sẵn, ok, rõ ràng làng ranh quốc cộng, anh mà ok chưa rõ ràng thì họ không có chơi, chưa đỏ nhưng mà mới hường thôi thì họ đã không chơi rồi. Họ chỉ chơi những cái người vàng khè, thực vàng. Đó là ok, cái màu vàng đó là tôi muốn nói là cái màu vàng ba sọc đỏ. Họ luôn luôn thể hiện như thế. Nhưng mà sự thật họ như vậy hay không? Đó là cái vấn đề. Hay là họ là những cái phải nói là ok, hay là những cái lời hay ý đẹp của họ đó là những cái thủ đoạn chính trị. Nhưng mà cuối cùng thì họ chỉ biết tiền, địa vị, để ép phe, có chức vụ để ép phe, để thế này thế nọ, để kiếm tiền thôi. Hoặc là cái chính nghĩa của họ là chỉ có chiếc ghế thôi. Đó là vì cái đít đó, vì hai cái mông đó để ngồi thôi. Ngồi cái ghế đó cho yên, hoặc là ngồi cái ghế cao hơn nữa thôi. Và tôi thấy điều đó rất là rõ ràng. Tôi thấy rằng là ok, cái vấn đề đó họ nói rất là hay mà họ làm trái ngược. Trái ngược vô cùng. Thứ nhất, họ là những cái nhà chính trị. Đúng không? Tức là họ là những cái người tham gia chính trị chuyên nghiệp đối với xã hội Hoa Kỳ, những cái người tham gia vào cái mục máy chính quyền là những cái người sinh hoạt chính trị chuyên nghiệp vào cái dòng chính của Hoa Kỳ. Tôi chỉ là một cái người công dân, tôi là một cái anh tây xế thôi. Cái vấn đề chính trị nó không có. Tôi đương nhiên cái vấn đề chính trị tôi thua họ rất là nhiều, chính trị xã hội tôi thua họ rất là nhiều. Họ là một cái người làm chính trị, đương nhiên họ phải đụng chạm, tức là ok, họ phải ra ngoài xã hội, họ liên hệ tổ chức này, hội đoàn kia, vân vân và vân vân, họ đi họp hành hoặc họ được mời đến nơi này nơi nọ, vân vân, chắc chắn rằng họ có một cái lối nhìn sâu sắc và chính xác hơn tôi rất là nhiều. Nhưng cá nhân tôi là một cái người bình thường, một cái anh tài xế lái xe truck chuyên bang thôi. Nhưng mà tôi lại thấy được những cái người mà họ hợp tác là cái thành phần không ra gì. Thứ nhất, đó là ông Trần Nhật Phong. Cái vấn đề ông Trần Nhật Phong tôi đã trình bày với quý vị. Tôi biết rất là rõ. Tôi biết từ khi Trần Nhật Phong ok mới lưng lên, thậm chí quen người nào, cặp người nào, bỏ người nào, sau đó ok, bỏ với ai và người nào bỏ, sau đó mới cặp với bà ok Phượng Mai. Tôi nói rõ. Đó là cái vấn đề đời tư. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để quý vị hoặc là ông Trần Nhật Phong nghe được thì biết rằng tôi không có đoán mò như ông. Tôi không có phân ra để nói cho lấy có như ông. Nếu cần ông chất vấn, tôi thách ông chất vấn. Nếu thách vấn, tôi sẽ đưa ra hết những cái bằng chứng. Những cái người nào, ông quen người nào, rồi tiếp đó ông quen người nào, bị người nào đá. Rồi ok, sau đó ok, rồi ông mới cặp bà Phương Mai là bà vợ ông bây giờ. Thậm chí ngay những cái connection của ông Phong, tôi còn biết ông ta đã hẹn với nhân viên sứ quán Việt Nam ở cái nhà hàng nào, một cái nhà hàng ngay đường Brooklyn, ở giữa cái đoạn đường Garden Road và đường Trust. Tôi chỉ nói vậy thôi. Và trong đó gồm có ai và ai, và bàn đến chuyện gì, và bàn đến cái chuyện gì. Cá nhân tôi đều biết ông Phong như vậy, ông Trần Nhật Phong như vậy.
Rồi thậm chí ok, cái vấn đề mà tôi biết là bà vợ ông ta là bà Phượng Mai, ai là cái người chở bà Phượng Mai lên phi trường để kịp về Sài Gòn tham gia hát hò trong cái một cái nhà hát của thuộc quân khu 7 đó, là câu lạc bộ Lan Anh. Mà trong cái buổi là câu lạc bộ đó, là tôi nhớ, tôi nghĩ rằng đó là một cái buổi lễ, chứ không phải là một cái buổi trình diễn có tính cách là văn nghệ bình thường. Tại trong cái phong cảnh ở đó có những cái hoạt cảnh của những cái người vũ công, họ mặc những cái bộ đồ của giải phóng quân, nón tay bèo. Những cái vấn đề ông ta điêu như thế nào, ông ta ok làm ăn, làm những cái thước phim, ông lấy những cái hình ảnh từ nhân vật nào và bao nhiêu tiền chia cho ai nhá, rồi gây gổ nhau như thế nào, tôi biết hết và có bằng chứng đầy đủ. Rồi sau đó ông làm cái điêu, tức là ok ông gợi ý cho bên những cái nhà cá nhân, có thể tôi nghĩ rằng là liên hệ đến bộ ngoại giao, đặc trách về vấn đề người Việt hải ngoại hay là người Việt kiều sau đó, thì ông ta muốn ok ông rao cái giá là $200,000 để cho ông ta làm một cái tờ báo. Mà cái tờ báo là gì? Tờ báo đó chắc chắn rằng là khi mà ông ta làm tổng biên tập thì tờ báo đó là một cái cơ quan tuyên truyền, phải không? Cái cơ quan tuyên truyền, mà cái cơ quan tuyên truyền đó thì thực hiện cái nghị quyết 36 của chính phủ. Mà cái nghị quyết 36 đó là những cái nghị quyết mà những cái người chống cộng ở miền Nam California, trong đó có ông Trần Thế Văn, trong đó có những cái người mà tôi đưa tên là ông Tạ Đức Trí, bà Kimberly Hồ, rồi ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Andrew Đỗ, tất cả những cái người đấy, những cái người ra ngoài này kiếm lá phiếu đều ok lên án cộng sản, đặc biệt là cái nghị quyết 36, họ nhắc lại nghị quyết 36. Thì nếu ông Trần Nhật Phong, nếu mà dựa cái điều, cái 200 ngàn đó với ông Trần Nhật Phong, nếu cái điều đó hoàn thành, thì ông Trần Nhật Phong sẽ đứng tên một cái tờ báo với cái tên vô thường vô phạt nào đó, chắc chắn. Tại vì quý vị biết rồi, một cái tờ báo có liên hệ đến chính quyền Việt Nam thì không thể bao giờ họ in như là ở trong Việt Nam, đây là cơ quan ngôn luận của cái tổ chức này, tổ chức nọ, hoặc là Bộ Ngoại giao hay là gì hết, họ phải làm một cái tên vô thường vô phạt. Nhưng mà cái nội dung trong đó như thế nào là cái tuyên truyền. Cái điều đó tôi biết, thì không có lý gì ok những cái người làm chính trị chuyên nghiệp như là những vị dân cử gốc Việt mà tôi nói họ không có biết. Nhưng mà tại sao họ lại nuôi, tôi nói là họ nuôi dưỡng ông Trần Nhật Phong. Tôi gọi cho rằng là họ nuôi dưỡng. Đúng ra họ, nếu mà họ là thấy như vậy, nếu tôi là tôi như là họ, tại vì khi mình làm việc thì mình cần phải lấy cái danh dự của mình khi nói ra trước quần chúng. Tại vì tôi là người rêu rao mà, chống cộng mà. Tôi là người lên án, ok, phải nói là lằn rong quốc cộng là ok, phải phân minh rõ ràng, đúng không? Bất cứ một cái người nào á, đỏ, thậm chí hường thôi, thậm chí không vàng, ok, thì không có thể nào liên kết với họ, không có thể nào gần gũi với họ. Nhưng mà các ông đó không. Trừng phục dịch vong như thế và nhiều hơn thế nữa. Còn nhiều vấn đề hơn thế nữa à. Nhưng mà họ lại nuôi dưỡng Trần Nhật Phong. Thì thử hỏi ok cái danh dự họ chỗ nào. Những cái người đó họ nói ra nhưng mà họ lại thông đồng với Trần Nhật Phong, để khi cần đến á thì họ chạy đến nhà Trần Nhật Phong. Bằng chứng nó rõ ràng, quý vị thấy ok những cái chương trình Trần Nhật Phong là ai. Luật sư Nguyễn Quốc Lân chạy đến nhà cái mobile home của Trần Nhật Phong. Đó, Nguyễn Mạnh Chí chạy tới. Đó, Nguyễn Mạnh Chí chạy tới, tức là ok lê đi tới. Tức là khi vừa xảy ra cái chuyện gì nó có liên quan đến một cái vấn đề đối lập, mà có thể là có những cái cần những cái người đánh, tức là những cần âm binh để đánh. Ha. Cần âm binh để đánh, hoặc là có phe phái gì đó họ muốn lấy lại danh dự cho họ, thì họ chạy đến Trần Nhật Phong. Chứ không phải là ok như những cái tờ báo khác là tới gặp gỡ xin cú hẹn để mà thẩm vấn. Họ chạy đến có nghĩa rằng là ok Trần Nhật Phong là một cái người mà họ đang đạ và đang nuôi dưỡng, để đó khi cần đến thì sẽ nhờ những cái loa đó, ok,
nhờ những cái miệng lưỡi của những cái phải những cái miệng lưỡi thô tả đó à để mà đánh, thì không có nuôi dưỡng gì là gì. Đó là cái vấn đề tôi nghĩ rằng là cái người Việt, đại đa số người Việt thầm lặng nên nhìn vấn đề đó để nhận định chính xác những cái vị dân cử, những cái cá nhân ông dân cử, và phải nói rằng là cái đám phải là băng đảng dân cử gốc Việt mà tôi vừa nêu ra, tụi nó nuôi dưỡng nhau, kéo tới đây nhau là bắt kẹt trên cái trường phong. Kế tiếp, ok, đối với ông Ngô Kỷ, những cái người dân cử đó họ thừa biết cá nhân ông Kỷ là một cái thành phần như thế nào. Như tôi nói, Ngô Kỷ là một cái thành phần phải nói rằng là ăn bám xã hội, là một cái nỗi xấu xa cho cộng đồng đối với những cái người đi làm thọ thuế, phải đóng thuế. Và họ thừa biết phải nói rằng là ok, ông Ngô Kỷ cũng vậy, lúc nào ta là chính nghĩa, ta là quốc gia, nhưng mà ai là cái người tại vì sao phải thân cận với Trần Nhật Phong? Ông Ngô Kỷ thừa biết Trần Nhật Phong là ai, nhưng mà thân cận, thậm chí ok, cái hôm mà vợ Trần Nhật Phong mà là bà Phượng Mai đi ra phi trường Los Angeles để về Việt Nam kịp hát một cái, tham gia một cái chương trình ở Cung Khu 7 đó, thì chính ông Ngô Kỷ là cái người chở bà Phượng Mai lên. Trong khi ông Ngô Kỷ là một những cái người mà lúc nào thậm chí ông đã từng lên án bất cứ một cái người nào đi về Việt Nam, trong quá khứ ông đã từng lên án, thì ông lại chở bà Phượng Mai đi ra phi trường đó. Tôi nhớ rằng lúc đó hình như Trần Nhật Phong là bị vấn đề gì đó liên hệ đến cái bằng lái xe, không có chở bà Phượng Mai ra phi trường được, nên ông Ngô Kỷ là cái người chở bà Phượng Mai ra phi trường. Ông biết bà Phượng Mai về hát thì ông là ai? Ông lúc nào ông còn là rằng danh quốc cộng, ta là quốc gia, ta là chính nghĩa, nhưng mà lại ông lại thông đồng với một cái thằng, phải nói là một cái thằng mà nó đỏ, nó rất là đỏ đó là Trần Nhật Phong. Rồi thậm chí ok, cái cuốn phim Việt, phải nói Trần Nhật Phong không có đi ở Trường Sa, nhưng mà cực vọng lấy đến 10.000 đô la của lãnh sự quán đó, tức là lấy những cái thước phim này, cái hình này hình nọ lắp ghép lại làm cái chương trình đều số 10.000. Và chính miệng lưỡi Trần Nhật Phong nói rằng, và trong đó còn có rất là nhiều người ok nghe cái lời đó làm chứng, trong đó có cái công của Ngô Kỷ làm cuốn phim đó. Cuốn phim đó là cuốn phim ok làm cho tòa lãnh sự cho một cái phân bộ gì đó có liên quan đến người Việt nước ngoài hay là gì đó, tôi không có nhớ cái tên. Có nghĩa rằng cái phim đó là cái phim tuyên truyền về vấn đề Hoàng Sa. Thì ông Ngô Kỷ là cái người hợp tác với Trần Nhật Phong để làm cái phim đó, để lấy 1.500 đô la. Qua cái chuyện đó thì ok, ông Ngô Kỷ là ai? Thì nhìn rõ ông Ngô Kỷ là ai. Nếu ông Ngô Kỷ cứ nghe, đừng có chối sự thật. Chị, đừng, bất cứ ai là trên đời này, ai làm cái gì, ok, trước sau thì người ta cũng biết. Chỉ có mình đừng làm thì cũng có ai biết thôi. Những vấn đề nữa tôi đưa ra, tôi thách thức ông Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong lên tiếng. Nếu cần, ok, ông cần tôi đối diện, tôi sẽ, hoặc tôi và anh em tôi sẽ đến gặp mặt để đưa ra vấn đề cho rõ ràng. Chúng tôi không chấp nhận những cái thành phần thổ tả, bịp bợp để lường gạt đồng hương. Quý vị như cái gì, mẹ, xấu như gì, hôi hám như gì, bẩn thỉu như gì, lúc nào còn gọi người ta đây là chính nghĩa. Ta đây là cờ vàng, đưa cái cờ vàng thật cao, đó là cái bịp bợp. Những cái vấn đề tôi đưa ra, ok, chỉ chứng tỏ đôi ba điều về những cái trò của quý vị mà có bằng chứng hẳn hoi, để cho đồng hương muốn thấy được cái bản chất của quý vị là những người như thế nào. Đặc biệt là những cái băng đảng nghị viên gốc Việt ở California ngày hôm nay, quý vị đã ok nuôi dưỡng những cái thành phần đó. Tôi chưa nói, trong cái vấn đề đó tôi cũng muốn nói đến, ok, tôi muốn nói đến những cái người liên hệ nữa, như là Thuần Phan là một cái người gốc Quảng Nam, rồi bà Trần Thanh Hiền đó, những cái người đó tham gia vào đâu thì đấu đá đá đảo chừng đó. Có cái những cái người đó họ cũng vỗ ngực ta đây là những sĩ gì bù xiệt vậy, những sĩ là không có côn đồ như vậy. Đừng bà thì đừng làm đến côn đồ.
cũng chạy tới, ok, những cái thằng thân cộng, rồi dùng cái tức lưỡi của nó để mà chống phá người này người đó. Đó, thuần phán Trần Thanh Hiền. Còn cái vấn đề ông Ngô Kỳ á, tôi muốn luôn tiện cái livestream này, tôi muốn nhắn gửi Trish Phan. Đối với tôi, chú mày á, mặc dù chú mày chỉ là lóc cóc liên can thôi, anh đây không là nhà báo, nhưng mà những cái chương trình của chú mày á, nó rất là trẻ con, kể cả vấn đề chống cộng chỉ là ABC thôi. Anh chưa nói đến chứ không phải là anh không nói, nghe chưa? Anh chưa nói đến rồi. Anh biết chú My từ khi mà chú My có cái tuần báo Vietstar đã thuê một cái chương trình gì đó lấy giờ 1, 2, 3 giờ gì đó, cái trường radio, và cuối cùng bị ông Lê Công Tâm, ai ở miền Nam California thì biết ông Lê Công Tâm. Lê Công Tâm là lính đó, là nô tài của Ed Rầu Đổ và Janet Nguyễn một thời. Ok, những cái người đó họ đã dùng uy thế và tiền bạc để cướp đi cái chương trình đó. Anh chưa muốn nói tại vì cái tiếng nói của chú My đối với anh là không có đáng kể. Rồi ok, đó là một cái, những cái tiếng lóc cóc chứ không phải là anh không nói nhầm. Nhưng mà một ngày nào đây anh sẽ nói. Anh đã đưa vào danh sách rồi. Nói về chú mày anh còn có nhiều cái vấn đề nói lắm. Nhưng mà đối với chú mày không phải là, không phải là đối thủ. Chưa là đối thủ của anh. Anh nói trước cho chú mày biết vậy. Chú mày đừng có nghĩ rằng chú mày có được cái chương trình radio là lên set up lên nghêu nghêu ngao ngao như vậy á. Ok, chúng cộng kiểu ABC là chúng mày nghĩ rằng là chú mày là ok, chắc là một chiến sĩ chúng cộng ghê gớm lắm, nói ai còn nghe. Xin lỗi chú mày, cỡ chú mày ok, anh nhổ từng cái sợi lông. Ok, bởi vậy ok, anh chỉ nhắn gửi cho chú mày như vậy thôi. Khi tôi đã nói cái vấn đề này thì tôi sẽ nêm, tức là ok, tôi sẽ ghi tên hết đó. Bất cứ một cái người nào, cái chương trình nào mà thổ tả fake news đó. Tại vì Tổng thống Hoa Kỳ là một cái người lên án fake news, ông ta chỉ thẳng CNN mà ông ta còn chỉ thẳng mà. Thì không có lý do gì khi tôi đã nói tôi im lặng cho cái fake news, mặc dù tôi không có đợi họ phải đụng chạm đến tôi mới nói. Tôi không có đợi chậm chạm đến tôi mới nói. Đã khi đã làm sạch cái cộng đồng này, để cho cái cộng đồng này, đặc biệt là những cái cư dân thầm lặng như tôi, cái đầu óc nó không có còn ăn rồi nghe những cái tiếng nói bừng thỉu như thế, thì tôi phải lên tiếng. Đó là cái vấn đề tôi làm. Tôi sẽ nói từ từ, tuần tự tôi nói. Tùy theo ok, cái chương trình nào, cái cá nhân nào mà tôi sẽ xếp theo thứ tiệm ABCDD, đúng không? Giống như Chris Frank đó, ok, tôi chỉ nói từ từ sau, tại vì đối với tôi nó là cái đối với nó là, với tôi là cái chương trình của nó là nó không ra gì, chỉ có cái bạn lóc cóc len keng mà thôi. Có thể rằng là phải nói rằng là có nhiều người nghe thì nói tôi nói dài, nói dai, nói đi, nói lại như dẻ rấp. Tôi xin chịu. Đối với tôi phải nói rằng là nếu mà mình nói lên cái sự thật, không phải chỉ một lần nói lên sự thật mà người ta nghe, người ta tin đó là sự thật đó quý vị. Càng phải nói càng nhiều càng tốt. Người ta mới ngộ. Và đối với cái bọn thổ thả, những cái bọn âm minh của côn đồ như là Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong, nhưng là ok, cái đám mà dân chủ, tức là những nghị viên mà băng đảng dân chủ gốc Việt đó, càng phải nói nhiều, vạch mặt nó nhiều để đồng hương thấy được cái bản chất của nó. Tôi nói thật, trước đây tôi cũng như là nhiều người Việt Nam, thấy một người Việt Nam lên thì ok, mình mừng rỡ, bầu cho người Việt, ưu tiên cho người Việt. Nhưng mà đó là sai lầm. Sự thật đó là sai lầm. Đừng có nghĩ ở cái người Việt mình dồn cho người Việt là họ sẽ tốt. Sai lầm. Người Việt đó phải cần ở cái họ lợi dụng cái cộng đồng người Việt, hay là phải nhìn cái việc đó như thế nào. Họ có bè phái hay không? Họ có băng đảng hay không? Chẳng thè bầu cho một cái người ngoại quốc mà họ làm có tính cách ok, công minh, chính đại, bình đẳng. Họ đối xử sắc dân Việt như là những sắc dân khác. Còn hơn bầu cho một cái người Việt mà ok, nó dùng ba tức lưỡi để nó lèo lái cái cộng đồng theo cái quỹ đạo của nó. Mà những cái quỹ đạo vô minh, đó, những cái quỹ đạo vô minh, những cái trò vô minh của chúng.
chúng dùng cái chiêu bài chống cộng, nó biết khai thác cái yếu tố tâm lý của những cái người tị nạn cộng sản ở đây, đặc biệt là các chú các bác lớn tuổi, bắt đầu lôi kéo. Không cần các chú các bác đó thì tôi thấy rất là nhiều, không cần suy nghĩ nhiều, miệng sao cái người nào treo cờ vàng lên, miệng sao cái người nào đa đạo cộng sản thật to, chống cộng thật nhiều thì tin tưởng bầu, chắc chắn đó là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo, chính với cái lề lối đó đó mà ngày hôm nay phải nói rằng là cái tuổi trẻ Việt Nam nó có một cái lối ở bên ngoài cũng giống ở trong, nó trở thành một cái đám chống cộng côn đồ rất là nhỏ tuổi, 18, 19, 20, 21 tuổi, chả biết cái gì Việt Nam Cộng Hòa cả. Cứ ai vậy là lên chửi, cái nó chửi một cách rất là tục tiểu, một cách rất là tục tiểu. Trên avatar thì treo ok một lớp cờ vàng ba sọc đỏ to tổ bố, ok không, cái hình ấy thì treo hình chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với cái tư thế nó rất là oai hùng, nào là cái hình ảnh dựng cờ, nào là cái hình ảnh mà cầm súng thế này thế nọ, nhưng mà chúng phun ra toàn là những cái lời mà phải nói rất là côn đồ, rất là bức dậy. Tất cả những cái bộ phận sinh dục đó, ok phải nói là của con người, nó khi mà nó bất đồng với ai nó đưa ra hết, thậm chí một cái người là đáng tuổi cha chú nó, nó cũng chửi. Tôi nói là cái thế hệ nào vậy, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đó vậy, cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa như vậy thì đã đi chôn mẹ cho rồi. Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa làm gì có những cái quái thai như vậy, đó là những cái quái thai, những cái con tinh trùng khuyết tật, một cái người trẻ đang đọc con đọc cháu hị mũi chưa sạch, sinh năm 1980-90, vì bất đồng một chú có thể đưa lồn đưa cặn đủ đéo lên ở trên này, có nghe được hay không? Tại vì ai? Tại vì cái tầng lớp những cái chú các bác không biết suy xét, cứ thấy ok đứa nào một cái rằng là treo cái cờ vàng, treo cái hình Việt Nam Cộng Hòa, cái là ok mừng rỡ khuyến khích, cho đó là hậu duệ, đội nó trên đầu. Để hôm ngày hôm nay ok có một cái tầng lớp như thế đó. Hậu duệ cái gì vậy? Đối với tôi hậu duệ như vậy thì đem chôn hết rồi. Đem chôn sống hết luôn. Tôi nói chừng này đủ rồi quý vị. Nói ít nhưng mà hiểu nhiều. Với hơn được để dành tôi vấn đề tài này tôi sẽ còn nói. Tôi sẽ còn nói rất là nhiều. Tại vì những cái vấn đề phải nói là cái sự thật không bao giờ mình nói một lần mà người ta tin rằng đó là sự thật, mà cần phải nói liên tục và lấy đủ bằng chứng để nói. Và tôi mong rằng quý vị, nhất là những cái người thầm lặng, ngày hôm nay quý vị nên can đảm để nói ra, để mong rằng những cái tiếng nói của quý vị làm trong sạch cái cộng đồng người Việt, mong rằng cái tiếng nói của quý vị để vớt vát lại, để chúng ta làm sao có được những cái vị chứng cứ thật xứng đáng để mà hành diện với các cộng đồng bạn ở Đức Khách Quê Người này. Nếu mà quý vị cứ sợ hoặc là vì cái này với cái kia im lặng thì tôi nói thật, cứ cái đà này thì phải nói rằng là ok cái cộng đồng của chúng ta sẽ là một cái cộng đồng rồi, sẽ là một cái cộng đồng khiến nhiều sắc dân khác họ nhìn và họ khinh bỉ, chắc chắn có gì mà hành diện. Xin cảm ơn quý vị.